Hướng dẫn lắp ráp bình xịt điện B16 lít cho người mới sử dụng. Đây là cần xịt rút khớp nối đồng, cần phun inox dài 50 cm, rút dài tối đa 100 cm. Đầu tiên, bạn hãy mở nắp bình ra để kiểm tra phụ tùng đi kèm bên trong. Đây là tấm lọc miệng bình phun. Tiếp đến là dây dẫn nước. Dây đeo lưng có đệm vai. Xả các quy ba chân. Bộ bách phun các loại như bách loa, bách đồng phun thẳng, bách đơn, bách đôi, bách ba. Tay nắm bóp. Móc nhựa cài dây đeo. Lọc rác bên trong bình gắn ống cấp nước vào. Đầu tiên, mình sẽ lắp dây đeo lưng. Bạn có thể điều chỉnh dây đeo dài ngắn tùy theo chiều cao của người sử dụng. Bên này cũng làm tương tự như vừa rồi. Tiếp theo, bạn gắn một đầu dây dẫn nước vào thân bình. Đầu còn lại của dây dẫn nước sẽ gắn với tay cầm nắm bóp. Tiếp theo, bạn lắp cần xịt rút với tay cầm. Các bác có thể điều chỉnh cần rút dài ngắn như video. Đây là các đầu bách phun xương. Tùy vào nhu cầu sử dụng, các bác có thể thay thế đơn giản, nhanh chóng. Cái này là núm chỉnh áp các bác nhé. Đây là chốt cài để giữ cần cố định trên thân bình. Lưu ý, ta tắm lọc trước khi đổ nước hoặc dung dịch thuốc vào bình nhằm ngăn ngừa cặn bẩn hoặc rác để hạn chế tắc bộ bơm. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện việc lắp máy và đưa vào sử dụng được rồi. Được biết đến như là một thiết bị đa năng, bình xịt điện hiện không còn chỉ bó hẹp trong phạm vi dùng để phun thuốc trừ sâu cho cây trồng nữa, mà nó ngày càng được ứng dụng rộng rãi vào thực tế như phun tưới cây, phun xác,
Trùng chuồng trại, phun khử khuẩn diệt mỗi con trùng. Bình xịt điện B hoạt động theo nguyên tắc dùng năng lượng điện từ ắc quy 12V kết hợp với bơm áp suất được gắn bên trong thân bình để bơm dung dịch thuốc, nước từ bình chứa ra vòi phun. Đây là công tắc bật tắt máy. Khi hết điện, bạn sẽ cắm chân sạc vào vị trí này. Khi sử dụng máy, người dùng sẽ tiết kiệm thời gian và công sức mà hiệu quả lao động vẫn cao gấp 10 lần so với bình bơm tay trước đây. Bình phun thuốc trừ sâu bằng điện bè đã và đang mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho người sử dụng. Do đó, nhu cầu mua sắm và sử dụng sản phẩm này hiện vẫn không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, để có thể sở hữu được một chiếc bình xịt điện giá tốt, chất lượng, chính hãng thì người dùng lại phải lựa chọn được điểm mua hàng đáng tin cậy. Một trong những website chuyên cung cấp máy móc nông nghiệp hàng đầu Việt Nam được biết đến nhiều nhất hiện nay phải kể đến máymocviet.vn. Hãy truy cập website hoặc liên hệ Hlan 024 3838 3456 để cùng trải nghiệm những dịch vụ mua hàng uy tín, hấp dẫn.